Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết chi tới 749 tỷ đồng cho đề án đổi mới thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học giai đoạn 2018-2020. Theo đề án đổi mới thi này thì kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ gồm 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Bộ sẽ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa đủ lớn, nâng cao độ phân hóa của đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Nguồn tiền này sẽ được đầu tư cho phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, phần mềm phục vụ xây dựng câu hỏi thi chuẩn hóa, kết hợp chấm thi, ôn luyện thi trực tuyến, thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị bảo mật phục vụ phòng máy chủ, hệ thống phần cứng và phần mềm giám sát thi. Tổng kinh phí thực hiện đề án này là hơn 749 tỷ đồng, trong đó năm 2018 sẽ chi hơn 344 tỷ đồng, năm 2019 là hơn 203 tỷ đồng và năm 2020 là hơn 201 tỷ đồng. Con số 749 tỷ đồng cho việc đổi mới tuyển sinh trong 3 năm đã khiến cho nhiều chuyên gia bày tỏ sự lo lắng, bởi đây là con số quá lớn trong tình trạng ngân sách còn gặp nhiều khó khăn hiện nay.